trước khi hai đội gặp gỡ nhau ở trận đấu chính thức đầu tiên của cả Bà Rịa Vũng Tàu lẫn Thành phố Hồ Chí Minh thì họ đã từng thi đấu với nhau 3 trận đấu giao hữu. Nguy hiểm, không vào. Như vậy là Đà Nẵng thắng mở tỷ số cho các thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Một pha phối hợp tình huống cố định tuyệt vời, và cầu thủ ghi bàn là cầu thủ mang áo số 16 Nguyễn Ngọc Hùng, tiền vệ trái của Bà Rịa Vũng Tàu. Niềm vui của các thủ chủ nhà và rất nhiều những sự phấn khích trên các khán đài. Rất bất ngờ khi mà Bà Rịa Vũng Tàu lại có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Một tình huống phối hợp bài bản, bóng được treo ra phía sau và Ngọc Hùng đã có mặt đúng lúc đúng chỗ, đánh đầu bật đất hiểm hóc, hạ gục thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đã không thể có được sự phản xạ cũng như là bất cứ một sự can thiệp nào trong pha bóng rất bất ngờ này. Rõ ràng là kết quả khả quan trong các trận đấu giao hữu trước đó đã khiến cho Bà Rịa Vũng Tàu có được sự tự tin nhất định. Văn Giang, nguy hiểm, 2-0, 2-0 cho Bà Rịa Vũng Tàu. Vẫn là một tình huống cố định, vẫn là Văn Giang treo bóng, nhưng lần này là một kịch bản khác, một pha băng cắt rất hay của các cầu thủ chủ nhà. Có vẻ những người ghi bàn là Hải Anh. Hải Anh là một cầu thủ có khả năng không chiến tuyệt vời. Không rõ là Hải Anh hay Bùi Văn Đức. Rất bất ngờ với những gì đã diễn ra. Bà Rịa Vũng Tàu đã chơi rất tốt trong vòng hơn 10 phút vừa qua. Người ghi bàn là Bùi Văn Đức, một hậu vệ biên đã băng lên và thực hiện pha cắt mặt đánh đầu hoàn hảo. Niềm vui đang được diễn ra trên các khán đài của sân động Bà Rịa. Hình ảnh rất đẹp từ hội cổ động viên của đội chủ nhà. 11 phút và tỷ số là 2-0. Hai bàn thắng đều được diễn ra từ những tình huống cố định, đều từ những quả phạt và treo bóng chuẩn đến từng cm của Văn Giang, và được tiếp ứng bằng những tình huống chọn vị trí dứt điểm rất tốt bằng đầu của Ngọc Hùng và Bùi Văn Đức. Rất thú vị là cả hai cầu thủ đó đều đến từ hành lang cánh trái của Bà Rịa. Bùi Văn Đức là hậu vệ trái và Ngọc Hùng là tiền vệ trái. Thành phố Hồ Chí Minh là một đội bóng được đánh giá cao trong việc tổ chức chống những tình huống cố định và thực hiện những tình huống cố định.